Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình LACP trên các dòng Cisco Catalyst 1002 và 1003 series. LACP là một công nghệ cho phép chúng ta cấu hình nhiều cổng vật lý thành một cổng logic duy nhất để tăng băng thông và dự phòng các đường uplink hoặc downlink Thông thường khi không sử dụng các giao thức Ether Channel như LACP, nếu các bạn kết nối hai hoặc nhiều link giữa các thiết bị mạng, thì Spanning Tree sẽ block một số cổng, chỉ để lại duy nhất một cổng ở trạng thái forwarding để truyền dữ liệu. Khi cổng này bị lỗi, thì switch sẽ chuyển một cổng trong các cổng còn lại sang trạng thái forwarding để tiếp tục xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, thì nó có hạn chế là các bạn chỉ sử dụng được một link tại một thời điểm và quá trình dự phòng cũng mất khá nhiều thời gian tùy vào giao thức Spanning Tree đang sử dụng. Trong trường hợp này thì các bạn có thể cấu hình LACP cho các link này, khi đó thì tất cả các link sẽ được gom thành một link logic duy nhất, nghĩa là các thiết bị mạng sẽ hiểu chỉ có một link duy nhất nối giữa hai thiết bị và băng thông lúc này sẽ bằng tổng băng thông của tất cả các link gộp lại. Ví dụ các bạn kết nối 4 link 1 gig giữa hai switch và sử dụng LACP thì switch sẽ hiểu chỉ có một link 4 gig giữa hai thiết bị. Nếu có một link bị lỗi thì chúng ta vẫn có 3 link hoạt động và băng thông lúc này là 3 gig. LACP các bạn có thể sử dụng để kết nối giữa switch, router, firewall hoặc server đều được miễn là các thiết bị đó hỗ trợ LACP. Cisco Catalyst 1002 và 1003 đều hỗ trợ tính năng LACP. C1002 thì hỗ trợ tối đa là 4 group, nghĩa là chúng ta cấu hình được tối đa 4 link LACP, còn số lượng link trong một group tối đa là 8. Dòng C1003 thì sẽ hỗ trợ tối đa 8 group. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình bằng cả giao diện dòng lệnh và giao diện web. Dòng C1002 và C1003 đều có giao diện và cách cấu hình như nhau nên mình sẽ sử dụng C1003 để demo. Mình sẽ sử dụng hai switch Cisco C1003 để demo. Hai switch này mình sẽ nối với nhau bằng hai cổng G1 và G2. Mình sẽ cấu hình LACP cho hai cổng này để kết nối hai switch. Mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cổng này như các cổng access, trunking hoặc layer 3 tùy từng trường hợp triển khai. Trước tiên thì mình sẽ cấu hình LACP cho hai link này trước. Để cấu hình LACP thì các bạn truy cập vào menu Port Management. Link Aggregation. LAG Management. Cisco dòng C1002 và C1003 sẽ hỗ trợ hai cơ chế cân bằng tải là dựa trên địa chỉ MAC hoặc cả IP và MAC. Các bạn có thể lựa chọn tùy nhu cầu. Dòng C1003 hỗ trợ 8 group Cisco đã tạo sẵn ở đây. Trên dòng C1002 thì các bạn sẽ thấy có 4 group. LAG là viết tắt của Link Aggregation là tên gọi chung, còn LACP là một giao thức Link Aggregation chuẩn quốc tế. Ngoài ra thì còn có các giao thức khác như là PAGP là giao thức độc quyền của Cisco hoặc Static on. Nếu cả hai thiết bị đều hỗ trợ LACP thì các bạn nên sử dụng giao thức này. Các bạn chọn group chưa sử dụng và nhấn biểu tượng edit Đặt tên cho LAG Các bạn nên đặt theo mục đích sử dụng hoặc kết nối tới thiết bị nào để dễ phân biệt Tích chọn LACP để sử dụng giao thức này Nếu các bạn không tích Enable thì Switch sẽ sử dụng Static On trong ô port list, các bạn chọn cổng sẽ cấu hình vào LAG và nhấn biểu tượng mũi tên để chuyển cổng đó sang ô LAG member. Mình sẽ cấu hình hai cổng GE1 và GE2. Nhấn apply. Sau khi cấu hình xong các bạn sẽ thấy link ở trạng thái down và cả hai cổng đều là standby member. Vấn đề này là do LACP thì các bạn sẽ cần phải cấu hình trên cả hai thiết bị, các thông số giống nhau thì cổng mới up được. Mình sẽ cấu hình trên switch 2. Sau khi cả hai switch được cấu hình thì cổng sẽ chuyển sang trạng thái up và hai cổng sẽ là active member. Khi đó kết nối giữa hai switch chỉ còn là một link 2 gig. Bây giờ chúng ta có thể cấu hình port này tùy các kịch bản triển khai như cổng layer 3, cổng trunking hoặc access. Để cấu hình LAG thành cổng layer 3 và đặt IP thì các bạn truy cập vào menu VLAN Management. interface setting. Chuyển nốt cấu hình sang advanced. Trong interface type chọn LAG và nhấn go. Chọn cổng LAG và nhấn edit. Trong Sweetboard Mode, chọn Layer 3 và nhấn Apply để chuyển cổng thành cổng Layer 3. Sau đó chuyển sang menu IPv4 Configuration. IPv4 Interface. Nhấn dấu cộng để thêm mới. Trong phần interface, các bạn chọn LAG và chọn cổng LAG4 cấu hình. Chọn static IP address và đặt IP cho cổng này. Như vậy là xong. Đầu thiết bị còn lại các bạn cũng chuyển LAG sang layer 3 và đặt IP tương tự. Trong trường hợp link LACP các bạn cấu hình các cổng là trunking thì chúng ta chỉ cần cấu hình ở mode basic. Mặc định khi cấu hình LACP xong thì cổng này sẽ là cổng layer 2. Các bạn chỉ cần chuyển cổng về mode trunk là được. Các bạn truy cập vào menu VLAN Management. Interface Setting, trong interface Type, chọn LAG và nhấn go. Chọn cổng LAG và nhấn edit. Trong interface VLAN mode chọn mode là trunk. Mặc định thì các cổng trunk trên Cisco C1002, C1003 sẽ cho phép tất cả các VLAN có trên switch, các bạn không cần cấu hình thêm. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn chỉ cho phép một số VLAN nhất định thì các bạn chuyển sang menu Port VLAN Membership. Trong interface thai chọn LAG và nhấn go. Chọn cổng LAG và nhấn joy VLAN. Trong phần tác hiệp VLAN mặc định sẽ là ôm VLAN, các bạn chọn user defined và chọn các VLAN mà mình sẽ cho phép trên cổng trang này. Nếu các VLAN không liên tiếp thì các bạn dùng dấu phẩy, còn liên tiếp thì dùng dấu gạch ngang. Như ví dụ này là cho phép các VLAN 1, 3 và từ 5 đến 10. Nhấn apply là xong. Trong trường hợp các bạn sử dụng LAG để access vào VLAN cụ thể, ví dụ LAG này các bạn kết nối xuống server thì các bạn truy cập vào menu VLAN management. Interface setting. Trong interface type chọn LAG và nhấn go. Chọn cổng LAG và nhấn edit. Trong interface VLAN mode chọn mode là access và nhấn apply. Chuyển sang menu port to vlan. Ví dụ mình sẽ access cổng này vào vlan 10 thì trong vlan ID các bạn sẽ chọn vlan 10. Interface type chọn LAG và nhấn go. Trong cột membership type thì các bạn chọn untagged cho cổng LAG. Nhấn apply là xong. Như vậy là mình đã xét cổng g 1 vào VLAN 10. Cấu hình bằng CLI sẽ đơn giản và nhanh hơn nhiều nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình bằng CLI. Bạn nào quen với CLI thì có thể sử dụng. Các bạn vào mode config. Mình sẽ cấu hình hai cổng G1 và G2 vào group 1. Mình sẽ sử dụng interface range để cấu hình hai cổng này cùng lúc. gắn vào group 1 bằng lệnh channel to group 11 auto. Dòng C1002 và C1003 sẽ hỗ trợ 2 mode. Mode on là static on, còn auto là LACP. Tương tự, mình sẽ cấu hình trên switch 2 Để kiểm tra thì các bạn sử dụng lệnh show interface port channel 1. Các cổng ở trạng thái candidate là chúng ta đã cấu hình thành công. Để chuyển cổng sang layer 3 thì ở mode config, các bạn vào mode cấu hình port channel bằng lệnh interface PO1. Chuyển cổng sang layer 3 bằng lệnh no port. Đặt IP cho cổng bằng lệnh IP address. Sau đó nhập IP mà các bạn cấu hình cho cổng này. Để cấu hình cổng trunking và allow các VLAN 1, 3 và từ 5 đến 10 thì các bạn chuyển cổng về layer 2 bằng lệnh switchport. Chuyển sang trunking bằng lệnh switchport mode trunk. Mặc định thì switch cũng cho phép tất cả VLAN các bạn cho phép một số VLAN bằng lệnh Sweetport Trunk Allow at VLAN 1.3.5 gạch ngang 10. Nếu cổng này là cổng Access thì các bạn cũng cấu hình tương tự interface thông thường. Chuyển sang Access bằng lệnh Sweetport Mode Access. Gắn vào VLAN 10 bằng lệnh Sweetport Access VLAN 10. Đơn giản vậy thôi, trên giao diện dòng lệnh thì chúng ta chỉ cần khoảng 5 câu lệnh là đã cấu hình xong toàn bộ yêu cầu rồi. Các bạn cấu hình tùy vào tình huống triển khai. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình LACP trên các dòng Cisco Catalyst 1002 và 1003 series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.